Xin chào Thảo Vũ, chào tất cả các anh chị em trên kênh của Thảo Vũ. Thì hồi nãy có nghe cái video của Thảo Vũ đó, thì có nói về cái vấn đề mà thuần nông bắc kỳ. Thì thường là Như Quỳnh trong rất là nhiều video tự cao tự hào về mình đó, là học về ngôn ngữ học, nhưng mà sử dụng từ thì hôm trước thì có một cái cô khán giả trên kênh của Thảo Vũ cũng nói về cái vấn đề hai cái chữ mà cũng như là nói về toán trần là bao đó, rồi giống như là nói trai bao quốc dân là cô cũng giải thích rồi. Thì hôm nay Như Quỳnh lại dùng cái từ đó là bắc kỳ. Các anh chị thấy không, nhưng mà Như Quỳnh nói rằng giống như khi mà diễn tả trên không gian mạng á, thì nghĩ em nói các anh chị nghe hết không, tất cả các anh chị? Chào Minh Đức Nguyễn nha, chào Tiên An Ngọc, chào Nữ Từ. Rồi thì là giống như cái hôm trước á, cái cô khán giả của trên Thảo Vũ cũng nói về cái vấn đề, giải thích về vấn đề quốc dân rồi ha. Mà Như Quỳnh nói là cái chữ trai bao quốc dân. Thì hôm nay đó, Như Quỳnh nói là học về ngôn ngữ học. Và trên diễn đàn thì nói thao thao bất tuyệt, giống như là mình giỏi và mình hiểu, coi như là thì trên đó thì thông thiên văn mà dưới thì rành địa lý, thì rất là giỏi nha. Nhưng mà nếu mà mình dùng cái chữ bắc kỳ, nam kỳ, trung kỳ là nó không có đúng nha các anh chị. Tại bắc kỳ, nam kỳ, trung kỳ là những cái từ đó là thường được sử dụng là trong một cái cụm từ là trước hồi trước mà mình bị cái thời pháp thuộc đó các anh chị. Chứ thông thường thì người ta sẽ dùng là người bắc, người nam và người trung, nó không có gây đến cái ảnh hưởng tiêu cực cho người nghe. Cho nên không phải là mình muốn nói cái gì mình nói, cũng giống như mấy anh chị dùng chữ, mấy anh chị dùng là thí dụ như mình nói là người Trung Hoa, chứ mình không có dùng chữ ba tàu. Nó nhiều khi nó có như vậy, cái đó là gọi là về học về ngôn ngữ học. Nếu mà một người bình thường hoặc cái gì đó thì muốn nói như thế nào mình không có ý kiến trong cái vấn đề này. Nhưng mà chính vì cái vấn đề mà Như Quỳnh nói là học về ngôn ngữ học, thì ở đây muốn chứng minh cho tất cả các anh chị thấy cái sự việc đó là như vậy. Để các anh chị nhìn lại một người học ngôn ngữ học nó ở cái bằng nút bạc nó như thế nào nha. Cũng giống như bây giờ ở đây mình sẽ nói về cái vấn đề là giống như khi mà mình là người Việt Nam á, thì nhất là phụ nữ. Và thường là có một cái truyền thống mà phải nói là thế giới nó cũng là thâm phục người phụ nữ, có nghĩa là đi nhẹ, nói khẽ, cười duyên. Thì bây giờ ở đây mình nói về cái vấn đề nhân, lễ, nghĩa, trí, tính. Mình nói chữ huệ nữa, nhưng mà chữ huệ thì nó vô cái Phật giáo cho nên mình chỉ nói năm cái thôi. Thì nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, Như Quỳnh đó là có hay không, hay là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tính. Thì tất cả năm cái điểm đó Như Quỳnh đều có hết. Tại vì các anh chị nên nhớ rằng Như Quỳnh nói rằng bỏ vô cái đống sách để học, bỏ vô cái đống sách để học mà biết bao nhiêu sách vở rồi. Cuối cùng thì các anh chị thấy từ cái giai đoạn ngày 17 thì tháng 12 cho đến tận cái thời điểm bây giờ thì bao nhiêu ngôn ngữ của Như Quỳnh đã thoát ra. Và nếu như mà nói là tại vì cái này, tại vì cái kia, tại vì cái nọ, tại vì ra đề, tại vì cô Lan, vì lý do này thì hoàn toàn không có đúng. Là tại khi mà con người mà đã tu luyện hoặc là đã rèn luyện từ cái thở nhỏ bé hoặc là được trong một cái giáo dục của một gia đình á, thì cho dù á, người ta có cại miệng mình, thà là mình né tránh hoặc là mình đi xa chứ, hoặc là mình không có tiếp xúc đến với người đó chứ, mình không bao giờ mà lấy một trả mười như các anh chị. Tại vì chính miệng Như Quỳnh nói chuyện không có logic và nó cũng không có cân não. Tại vì mình nói lấy đúng sửa sai, thì nếu như sự việc đó đã sai rồi mà Như Quỳnh nói là lấy một trả mười, có nghĩa là đâu phải lấy đúng sửa sai mà là lấy sai rồi làm đơn sai gấp 10 thôi, chứ không phải là lấy đúng sửa sai. Cho nên tất cả những câu nói của Như Quỳnh nó hoàn toàn nó không có đi logic mà nó cũng không có chính xác ở một cái câu chữ của mình hết. Và trong cái thời điểm VV thì không phải là trọn vẹn trong cái sự việc của bên Thiền Am bên Tòa Trụ Vũ Trụ, mà VV chỉ là một cái nhánh nhỏ, có nhánh nhỏ được đi ra từ cái cành cây, từ cái gốc cây lớn, là coi như là chỉ đi vào cái giai đoạn nha. Và BB chỉ nhận xét rất là rõ ràng là từ cái ngày mà mình bước vô trong cái câu chuyện mà chị Trần Thị Hồng Thanh mà chị lừa dối cộng đồng để mà trục lợi cái vấn đề tiền riêng của mình mà rất là siêu tinh vi, thì mình vô từ thời điểm đó. Và mình cái nhánh này nó tẻ ra đến khi mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh lừa đảo, lừa dối cộng đồng mạng, khán giả và lừa lối luôn niềm tin của tất cả các anh chị em có lòng hảo tâm, lừa dối luôn cả những anh chị em của Phan Ra Đề. Đó là mình vô từ cái nhánh này, cho nên mình chỉ nhận xét rõ ràng trong cái sự việc của cái nhánh này để mà nó nói rõ.
còn những cái phần mà trước đó thì VV không có đồng hành, cho nên VV không nói cái nào, thì VV biết và hiểu và có nhận xét có một cái thời gian dài. Thì mình nghĩ thời gian dài 6 tháng cũng đủ hiểu rõ tất cả. Và khi hiểu rõ được cái sự việc thì VV nói rõ nghe là VV đều có tài liệu và tư liệu không, để có những cái bằng chứng để có thể đối chất hoặc là có thể là tranh luận với những cái gì mà nếu như Quỳnh có lên ý kiến. Mà ở đây mình phải nói là ôn hòa chứ không có bất hòa. Mà nếu ôn hòa không có bất hòa thì tại sao lại đưa lên những cái vấn đề nóng tính mà đến nỗi mà từ cái ngôn ngữ mà trở thành những ngôn ngữ dung tục, rồi từ cái ngôn ngữ dung tục trở thành những cái bạo lực nó lên ngôi là hâm đánh chị Tâm Y Di Tuân, rồi hâm đánh luôn Thảo Vũ. Và các anh chị nên nhớ rằng đó là cái sự việc đó mà chị Sunny Bunny á, chị chỉ nói một cái câu thường mà mọi người hay nói thôi, là chưa đi mưa, chưa bất lạnh, chưa biết lạnh. Thì như Quỳnh đã cố gắng áp lực, bàn áp lên cái câu nói đó để kết tội rằng chị này cố tình hăm dọa. Và nếu như con của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hoặc là chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh hay là mẹ có chuyện gì là cho chị tin Sunny Bunny. Còn bây giờ Nguyễn Ngọc Như Quỳnh là hăm dọa bằng bạo lực lên chị Tâm Y Si Tuân, hăm dọa lên em Thảo Vũ, thì tại sao? Đây là một cái vấn đề rất là quan trọng mà cá tính của Như Quỳnh là có. Và khi mình đã lặp lại tiểu sử như hôm trước và Thảo Vũ có đọc một bài rồi đó, là không phải bây giờ cá tính bản chất đó mới xuất hiện, mà là nó đã có rồi, nhưng mà tại vì muốn bao bọc cái vỏ bề ngoài cho mình, mặc cái áo rộng quá mà cố gắng khâu lại cho nó giảm, chứ không rồi bây giờ á mà không biết khâu, cho nên bây giờ nó đã sức chỉ đường tà rồi, cho nên vỏ áo nó bung ra hết trơn rồi các anh chị. Cho nên chính vì cái lý do đó đó mà mấy anh chị mới thấy được, thấu, nhìn thấu được cái bản chất, cái giá trị, cái trị giá của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh nó nằm ở cái vị trí nào. Thành ra mình nói bất cứ một cái điều gì đi nữa, mình cũng phải nói cho nó rõ ràng từng chi tiết. Thì VV chỉ nói là như thế đó, bây giờ hăm dọa đến mức độ mà như vậy và tất cả những cái đó là có. Ngay cả Lê Doãn Hưng là cái người mà đã từng có mang một đứa con với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng đi vô lấy Facebook ăn cắp những cái này những cái kia rồi bắt đầu đưa ra những cái nước giả rồi để mà chứng minh cho mình là cái người tốt để mà lấy trọn vẹn cái số tiền 50.000 euro. Và cái sự việc đó là xảy ra năm 2015, và từ 2015 cho đến bây giờ là gần 9-10 năm rồi các chị, là không có một kê nào để cho chúng mình cầm được cái số tiền đó. Và đây là một cái cơ hội ngàn năm một thở, giống như cái câu nói của Tống Trần thường nói, cái cơ hội này là ngàn năm có thở, ngàn năm có thọ một thở, thì làm sao Như Quỳnh không nắm bắt được. Cho nên chính vì lý do đó Như Quỳnh mới đổ lỗi cho ra đề, đổ lỗi cho cái sự việc này sự việc kia. Bây giờ em nói cho các anh chị nghe, Như Quỳnh muốn đi ra biển, đi một chiếc tàu lớn, bây giờ đến trước khi đi hỏi thăm ý kiến của tất cả các anh chị em, thì các chị em có ý kiến là mình đi ra thuyền, đi ra biển thì mình phải có những dụng cụ này, những dụng cụ kia, đó là ý kiến thôi. Nhưng mà khi mà mình ra biển mà mình gặp sóng to gió lớn thì mình phải biết căn buồm của mình đi dậy tọa độ nào, hướng nào để mình đi, chứ không phải là đổ lỗi cho cô Lan, đổ lỗi cho luật sư Lâm, hay đổ lỗi cho Thảo Vũ, hay đổ lỗi cho chị Tâm Y Si Tuân. Và mình đủ trách nhiệm rồi, 18 tuổi đã đủ trách nhiệm rồi, Như Quỳnh là ở giữa tuổi U50 thì làm sao mà phải đổ lỗi. Và nếu khi mà người ta lên, nếu mà làm nói theo cái ý kiến của mình, theo cái hoài bão của mình, theo cái mong muốn của mình, theo cái cần mà mình muốn, đó là cần và đủ, thì mình lại ok, đó là mình vui vẻ nở một nụ cười. Còn không thì mình mạt lị, chửi mắng và nhục mạ, sỉ nhục người ta bằng từ những cái ngôn ngữ rất là thể, có thể nói là mình không còn dùng cái ngôn ngữ nào để diễn tả cái người này hết. Và ở đây mình không muốn thay đổi bất cứ cái gì của Như Quỳnh, tại vì đó đã xuất phát từ tứ đại độc đường, nó đã xuất phát từ cái cách giáo dục của gia đình rồi, cho nên mình không thay đổi, mà mình chỉ nêu lên những cái sự việc mà Như Quỳnh không nói sự thật, không có nói rõ ràng sự thật, thì mình chỉ nêu lên đây là không phải sự thật mà đây mới là sự thật. Tại vì quý vị ở một cái vị trí chính trung lập và đi xem cái vấn đề là Thảo Vũ nói đúng ở điểm nào mà là sự thật, nói sai, nói không đúng ở cái sự thật nào, thì VV chỉ nói ra thôi, chứ còn VV không có nói người nào đúng người nào sai, mà mình chỉ nêu cái sự thật đó rồi các chị em cùng nhận xét. Ngay cả khán giả của Như Quỳnh, VV cũng không có ý kiến, là tại vì cái đó là cái chọn đường, con đường tương lai hoặc là con đường để mình mở mang trí tuệ là từ đó, cho nên mình không có cái giống như Như Quỳnh, mình không có thuyết phục ai hết.
mà mình chỉ nói sự thật các anh chị chọn, tại vì đó là quyền tự do dân chủ. Và nếu như như Quỳnh dùng những cái ngôn ngữ nặng nề để mà nói về luật sư Ngân thì nó có mất đi một cái gì không? Ví dụ như mấy anh chị bên trong, vì cái cảm xúc mấy anh chị nghĩ là như vậy, phải không? Rồi mấy anh chị cũng như là không có kềm chế được cái cảm xúc thì nó không có ấy. Tại vì luật sư Lân không mất một cái gì hết, mà cái giá trị của luật sư Lân càng nâng cao hơn. Tại vì như thế nào? Là tại vì khi mà anh chị nói xấu thì người ta đánh giá vào cái người nói xấu, chứ người ta đâu có đánh giá luật sư Lân. Và cái giá trị của luật sư Lân vẫn là một luật sư, vẫn có kiến thức như vậy, kiến thức chính quy, kiến thức của một thạc sĩ, của một luật sư, của một tiến sĩ, thí dụ là như vậy, không có mất. Mà mất đi là mất ở gì đó, nhưng mà tại vì mình nghe rồi mình không chấp nhận cái đó, mình tức. Cho nên Vivi mới nói là mình phải cảm giác cái cảm xúc của mình ở một cái vị trí thật là coi như là bình tĩnh. Và bình tĩnh mình mới thấy cái sự việc đó. Cũng như hôm nay, như Quỳnh trong cái video vừa rồi Thảo Vũ mới vừa mở lên, như Quỳnh nói rằng á, là chị này chỉ bị biến thái là chỉ kêu người ta nghe. Có nghĩa rằng mình học ngôn ngữ học, người ta nói là ý tại ngôn ngoại đó các chị. Có nghĩa là mình nói cái ý đó rất là ngắn, rất là mình nói trong một cái sự việc đó, nhưng mà rất là nhiều người hiểu theo cái ý khác nhau. Đó là trình độ, đó là kiến thức của mọi người. Bây giờ Vivi kể cho các chị nghe một cái câu chuyện như thế này. Tại vì những người có kiến thức, người ta không muốn tổn thương người khác. Các anh chị có hiểu cái đó cũng giống như chị Tammy Chitun không muốn làm tổn thương Như Quỳnh, không muốn làm tổn thương những người xung quanh, cho nên giữ cái sự im lặng và có cái gì chờ ra tòa. Còn cũng giống như luật sư Lân thì cũng vậy thôi. Cho nên chính vì cái lý do đó đó mà người ta không đề cập, và người ta đã phải hiện tại khi mà đã nhìn thấu rõ cái áo đó đã bung cái sức chỉ đường tà rồi đó, nó đã bung ra rộng rồi, bây giờ nó tụt xuống rồi, thì tất cả là ở đây là đứng ra để giải quyết trên cái vấn đề pháp luật, và sẽ phân tích cho tất cả các anh chị thấy rõ rằng cái sự việc đó như thế nào. Cũng giống như chị Rita Trần, chị bỏ rất là nhiều thời gian ra để mà chị giúp cho các anh chị, chia sẻ cho các anh chị cùng nhau hiểu kiến thức. Và cái nhận đóng hay không đó là quyền quyết định các anh chị, quyền chọn lựa. Ở đây không có thuyết phục, ở đây hoàn toàn không có thuyết phục. Cuộc sống mình tại sao mình phải thuyết phục? Ai muốn hiểu như thế nào? Tại vì mình đã bỏ cái thời gian, bỏ cái công sức, bỏ cái như vậy để mong cho tất cả các anh chị em để hiểu. Và thí dụ như bây giờ các anh chị chọn trường nổi tiếng hay trường không nổi tiếng, đó là chuyện của anh chị. Ở đây, thí dụ các anh chị chọn đặt tiền trường nổi tiếng thì các anh chị cũng phải bỏ tiền ra để mà cái số tiền lớn, tại vì trường nổi tiếng nó sẽ là như vậy, hoặc là chọn một luật sư nổi tiếng. Còn ở đây chia sẻ cho anh chị bằng những cái tâm huyết, bằng những cái dòng máu đỏ da vàng, bằng những cái dòng tay thương yêu, bằng những cái tấm lòng hảo tâm, cho nên không có lấy lại bất cứ một cái gì mà còn phải bỏ thời gian ra. Thì đó là cái chọn lựa của anh chị, chứ không có thuyết phục anh chị. Các anh chị có quyền chọn lựa cũng không giận luôn, đó là cái quyền của anh chị, là quyền dân chủ, đó mới gọi là quyền dân chủ, chứ không phải như như Quỳnh nói là dân chủ nhân quyền. Nhưng mà khi người ta đã không đúng theo cái quan điểm của mình, mà mình đã từng nói không có bất đồng chứ không có bất hòa, nhưng mà tại sao thì luật sư Lân đâu có đụng gì tới Như Quỳnh, ngay cả chị Tammy Chitun cũng chẳng đụng gì tới Như Quỳnh hết. Như vậy thì mình bức xúc gì? Và khi mình lên mình biện hộ cho mình bảo biện cho mình xảo ngôn cho mình, thì mình lại nói là tôi không có đọc, mà tại vì người khác gửi đến cho tôi. Đó chỉ là cách chống chế cho đỡ nhục đỡ quê. Cho dù nếu mà mình đã không quan tâm rồi thì người ta có gửi mình cũng không đọc nữa, hoặc là mình đọc để mình hiểu cái người đó là như vậy thôi, chứ mình cần phải phản ứng. Tại vì trong cái nỗi mình có một cái sự ấm ức, có một cái sự là tức tối, có một cái sự là không kềm chế được, cho nên mình nên nói, mà mình không đủ can đảm để nhận rằng cái đó là chính mình nói. Cho nên phải mượn một nhân vật hảo quyền, một nhân vật hư cấu ra. Cũng giống như hôm nay, xin lỗi nha, mình xin lỗi anh hành tinh gì đó, mình không biết, nhưng mà chính như Quỳnh đã đem người hành tinh này ra để làm cái bàn bạc, để mà đi ra đầu sóng ngọn gió. Anh hành tinh có nhìn Thảo Vũ có biết chưa? Và có mình có đi sâu trong câu chuyện này chưa? Mà đánh giá Thảo Vũ là một cái người vô danh tiểu tốt. Như vậy thì Như Quỳnh nói rằng Thảo Vũ là mặt ma. Như vậy thì hỏi tất cả các anh chị em trên không gian mạng này, có ai biết người hành tinh là ai không? Đây chỉ là một nhân vật hư cấu thôi. Và cái nhân vật hư cấu này mỗi lần mà bí chuyện là Như Quỳnh sẽ đem ra. Như vậy thì cái nhân vật hư cấu này, nó đã từng có nghe được cái video quánh ghen trên mạng chưa? Bao nhiêu ngôn từ và bao nhiêu khi mà các anh chị đọc một bài văn, thuyết trình một bài văn, các anh chị phải đọc đúng giọng, có thể nhấn nhá theo cái logic, nhưng mà không được. Bây giờ các anh chị phải nói rằng đừng có mượn vô. Như Quỳnh có sợ không? Các anh chị sợ nha.
Tại vì mượn vô tôi nói là tôi lấy báo tôi đọc, cái đó không đúng. Các anh chị lấy báo đọc là phải đọc theo báo, chứ không phải lấy báo đọc. Nếu mà các anh chị lấy báo đọc mà các anh chị đọc thì các anh chị phải nói rằng tôi đọc xong rồi, tôi bình luận, tôi phân tích, tôi chứng minh sự việc. Chứ đâu phải lấy báo ra đọc rồi bắt đầu nói chị Sunny Benny là một cái người, là cái người đó là quốc tế. Cái đó là không đúng nha. Cái đó là mình phân tích, bình luận trên giọng đọc của mình. Mà cái sự việc đó mình có chứng minh trước mắt không? Các anh chị thấy hai sự việc đó đã là như mình không có chủ quan mà là khách, không có khách quan mà rất là chủ quan. Khi nào mà có lợi cho chính bản thân mình thì mình sẽ đưa lên, nó lên tới đỉnh cao của danh vọng, còn không có thì trà đạp nó xuống tận dũng vùng sâu. Như thế nào? Chẳng hạn như ở đây Larry Hewlett á, thì đều là cũng là luật sư nha các anh chị, mà người ta không có bất cứ một gì mà người ta đã mất đi rồi, người ta không có mặt để mà có thể là tranh luận hay là bất cứ một cái gì hết. Mà như Quỳnh đem một cái câu chuyện đó ra, không phải là đọc theo cái quyển sách, mà cũng không phải là đọc theo cái câu chuyện đó nữa, mà đọc xong rồi bình luận, phân tích và chứng minh câu chuyện theo cái nội dung và cái ý của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, cái ý cá nhân của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, mà trong cái ý đó trà đạp người ta. Và bên đây đó là chưa có bất cứ một tòa án nào, cũng chưa có bất cứ một người nào có thể kết tội, và vì chính bạn bè chơi chung với nhau và đồng thời muốn bán tin, mà bán tin theo cái cách mà cái thường ấy các anh chị. Tại sao mà mấy anh chị là người bình thường thì người ta không có lấy tin các anh chị nhiều, mà người ta lại lấy tin của những siêu sao, của những nhà gì nổi tiếng, chẳng hạn như là ví dụ như hồi ngày trước ấy, thì người ta lấy tin của nữ hoàng, phải không, Elizabeth, hay là người ta lấy những cái siêu sao của mà nổi tiếng và singer hay là những nhà mẫu. Là tại vì sao? Là tại vì người ta chú ý đến thị phi cái đó nhiều. Còn với mình, thí dụ như chỉ là một người dân bình thường hay là những người mà sống trong một cái làng nào đó, thì người ta, cho dù mình có tệ cỡ nào, người ta cũng không lấy. Tại vì lấy cái đó không có bán được tin độc quyền. Và chính vì những người bạn của luật sư của ông Larry Hewlett này chơi với nhau, và đến khi ông mất rồi, chứ ông còn sống có dám đưa ra không? Sẽ có bị kiện tụng. Là tại vì đó là đời tư, đời riêng tư của người ta. Các anh chị biết không, thì bây giờ như Quỳnh, mà như Quỳnh có thấy không, cũng đọc lại thôi. Và khi một người có viết lại cái sự việc cho cái chính cái người chủ đó để đưa ra câu chuyện đó, cũng chưa chắc thì là thật. Tại vì người ta cũng sẽ có một cái hai ba điểm nào người ta không muốn nói ra hết sự thật. Và viết cái nội dung đó phải hiểu theo cái nội dung đó. Cho nên ba mẹ của như Quỳnh bỏ như Quỳnh vô đóng sách. Nhưng mà trong cái quyển sách đó, nó có nhiều nhân vật lắm. Nó có nhân vật chính là nhân vật thiện, nhân vật ác, và đồng thời có những nhân vật phụ khác, là chẳng hạn như là người đưa thư hay là bất cứ những cái nhân vật phụ vào nhân vật quần chúng. Thì như Quỳnh chọn cái gì thì bây giờ nó thể hiện ngày hôm nay rồi. Cho nên ở đây mình chẳng cần phải thay đổi như Quỳnh, mà mình cũng chẳng cần phải tức, mà mình cần phải có cái trách nhiệm để nói ra cái sự thật, để cho những người mà đã từng, bây giờ bắt đầu như Quỳnh sẽ cố tình 10 năm rồi mới lấy lại được một cái số tiền của ngày hôm nay là khoảng 90 mấy đến 100 ngàn. Bây giờ cái số tiền có thể tăng lên nữa, nhưng mà Như Quỳnh đâu có sao kê, Như Quỳnh cũng đâu có thể giải thích, cũng đâu có giải năng, cũng đâu có giải trình, và cũng đâu có giải quyết vấn đề đâu. Cho nên các anh chị cũng không biết cái số tiền, nhưng mà theo cái tài liệu duy có, mà đến cái thời điểm cuối cùng là khoảng gần 100 ngàn, 90 mấy ngàn, 95 ngàn. Đó là như vậy. Và bây giờ tất cả những anh chị em của 34 người của lúc thời điểm đó không ai biết hết. Rồi bây giờ sau cái ngày đó thì bao nhiêu, có phải còn 34 người hay không, cũng không giải thích, không giải trình. Đó là mình có thể nói là không đúng tiêu chuẩn, không minh bạch trong vấn đề. Mà không minh bạch trong vấn đề thì rất là nhiều ý kiến và tư tưởng của những người xung quanh có thể nghi ngờ ở điểm này điểm kia. Và khi người ta nghi ngờ mình thì mình không nói được. Các anh chị có biết cái giải trình, giải ngân và giải thích đó như thế nào không? Nó phải có một cái statement nó rõ ràng chi thu là bao nhiêu, chứ không phải là giống như vậy. Và mình đã có trách nhiệm như thế nào? Và ở đây nếu như bây giờ nói là Như Quỳnh cứ lặp đi lặp lại đổ thừa cho chị Tammy Seaton, là coi như là đi gặp luật sư, hoặc là luật sư đi gặp luật sư gì đó, nó không có quan trọng các anh chị. Nó quan trọng nhất là khi Như Quỳnh lên trên cái YouTube, lên cái truyền thông mà gợi ý để đóng góp tiền, Như Quỳnh có nói rõ ràng, chính miệng của Như Quỳnh nói là mình không có muốn đa đề, tại vì cái này là cái trách nhiệm chung của cộng đồng. Cho nên nó tại sao phải đa đề, rồi mai mốt anh chị đổ thừa đa đề sao? Cho nên tôi cần có sự ủng hộ của các anh chị, là tại vì cái chuyện này là cái chuyện của cộng đồng. Thì nếu như cái chuyện của cộng đồng thì bây giờ tại sao lại đổ thừa cho chị Tammy Seaton?
mà chị Tamisitun có lên không, và trong cái thời điểm ngày 16 tháng 7, 17 tháng 6 đó, Như Quỳnh có lên nói rằng tất cả các anh chị ơi, tôi là người quyên góp và đồng thời ý kiến này là của chị Tamisitun, hay là ý kiến này của Thảo Vũ, hay là ý kiến này của cô Lan, có nói không? Không. Như vậy thì tại sao bây giờ lại ép chị Tamisitun ra, lại ép luật sư ra? Rồi bây giờ người ta ra, người ta nói cái chính kiến của người ta thì lại đưa ra một cái nguyên nhân khác, là tại vì luật sư Lân chịu ơn của người này, chịu ơn của người kia, chịu ơn của người nọ. Đó chỉ là một sự cấm chế, xảo biện, biện luận cho chính bản thân mình mà mình không dám nhìn vào sự thật. Mình không dám nói đi cái sự thật của chính mình. Đó là một cái sự việc đó như vậy. Và các anh chị thấy thì từ cái nhân, lễ, nghĩa, trí, tính, tất cả nó đều là bất nhân, bất nghĩa, bất trí, bất tính hết. Mà nó từng giai đoạn một, chứ nó không phải là không có. Bạn bè, rồi cũng từ cái bạn bè đó hất ra. Mà các anh chị nói là nhớ nha, cái lúc đầu tâm trạng của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có giống với tâm trạng của chị Trần Thị Hồng Thanh. Có nghĩa là chị Trần Thị Hồng Thanh lấy 1.000 đô của chị, của cô Lụa, xong rồi bắt đầu sợ là tại vì có giấy chứng nhận đàng hoàng, rồi có tất cả những bằng chứng, cho nên sợ lên trả liền. Thì Như Quỳnh cũng y hệt như vậy luôn. Như Quỳnh cũng rất là sợ, cho nên mới kéo lên, mới mời chị Nga và muốn trả lại đàng hoàng. Các anh chị thấy không? Nhưng mà các anh chị nên nhớ, tâm lý của một con người nó sẽ thay đổi theo thời gian. Và đó chính là một cái mà mấy anh chị không thấy ra, mà mấy anh chị cứ đứng ra một sự sử những cái sự việc xung quanh á, thì nó không có chính xác. Mà mấy anh chị phải nói là cái phương pháp nó mới chính xác là như thế nào. Là lúc đó Như Quỳnh rất có sợ, cho nên trả tiền lại cho chị Lợi Phạm, trả tiền và muốn kêu mời chị Nga để nói chuyện để trả tiền. Đó là sợ đó các anh chị. Nhưng đến khi qua cái thời gian đó rồi thì bắt đầu cái tâm lý nó đã cân bằng và bình tĩnh lại, cho nên Như Quỳnh thấy là nắm được cái tâm lý, ví dụ như tâm lý của cô Lan như thế nào, tâm lý của Thảo Vũ như thế nào, tâm lý của chị Tâm Y như thế nào, tâm lý của những đa đề và những khán giả như thế nào, bắt đầu Như Quỳnh đánh úp ngược trở lại. Mình phải phân tích như vậy mới gọi là tranh luận nha các anh chị. Mà tranh luận trên cái vấn đề xuôi chiều, chứ không phải là tranh luận cho tâm lý ngược giống như Như Quỳnh. Không phải là lúc nào đúng thì mình á, mình muốn có lợi cho mình thì mình bắt đầu bẻ câu chữ, bẻ câu từ, bẻ nội dung là không được. Mình phải tranh luận theo xuôi chiều, tranh luận trên cái vấn đề đó. Mình không có thể nào, dù cho cái phản ứng khoa học các anh chị có làm đúng đi nữa, thì nó cũng phải cân bằng quá trị nó mới được. Cũng giống như thí dụ như mình nói nè, thí dụ như cái cầu mà nó sập đi nữa thì tại sao nó sập? Không phải là tại vì cái vận chuyển của cái chiếc xe nó nặng hơn cái cầu mà nó sập, mà nó là do cộng hưởng của gió và cộng hưởng của nước chảy dòng xiết và cộng hưởng của chiếc xe. Hai cái đó khi mà cái tần số của nó bằng nhau, nó cộng hưởng mới sập cầu. Có đôi khi các chị cái số lượng nó nặng hơn cái cầu vẫn không sập, cho nên nó có tác động của nhiều cái bên ngoài. Các anh chị nên nhớ đi, cái thời điểm mà ngày 19 đây á, mình có đi vô, mình không có đi vô cái đường lai của em Tú, nhưng mà mình có đi biết rằng á, sau đó một ngày mình có thấy, mình mới coi lại để quan sát lại, tại hôm đó mình bận, thì mình thấy tại sao Như Quỳnh lại đi vào cái kênh của em Tú để mà nói, mà các anh chị nói nha, nói mà nói trên đầu, trên cổ của cô Lan nói xuống. Cô Lan ơi, cô Lan làm ơn, làm phước, chứng minh 25.000 đô đi cô Lan, con đội ơn cô Lan. Các anh chị thấy không? Nói mà bẻ từ, bẻ chữ, bẻ câu, để mà áp đặt cô Lan, để mà áp sát cô Lan. Và tại vì cô Lan lúc thời điểm đó, theo cái nhận xét của Riêng Phi, là tại vì cô Thổ đã có một cái lời hứa gì đó với chị Lan, chị Nga hoặc cái gì đó, cho nên cô không muốn như vậy. Chứ cổ không có thể nào mà đưa ra một cái bằng chứng sai sự thật. Nhưng VV định tiếp tục thời gian để mà quan sát vấn đề. Thì cái ngày hôm đó, các anh chị thấy không, có nghĩa là áp đặt để cho những khán giả xung quanh và những khán giả nào đồng thuận với Như Quỳnh nghĩ rằng là Như Quỳnh hoàn toàn không có. Và trên cái vấn đề này á, là tại vì các anh chị cứ nghĩ rằng là đưa tiền qua cái trade account, cho nên á, và Như Quỳnh cũng không có cái gì hết thì làm sao? Nó có hết nha các anh chị. Nó có cái chiều sâu ở trong đó. Nhưng mà cái ngày hôm nay VV chỉ phân tích trên cái vấn đề mà mình nói tổng quát trước, rồi mình sẽ phân tích cặn kẽ từng nội dung một cho tất cả các anh chị. 6 tháng nó rất là nhiều câu chuyện, nhưng mà vì là VV không có thời gian, Thảo Vũ cũng biết là VV không có thời gian nhiều. Cái gì vậy? Thảo Vũ lột tỏi. Không, chế nói tiếp đi, chế đừng nhìn em, chế nói tiếp đi. Đang hay. Cho nên phải không? Cho nên đó, mình nói cho tất cả các anh chị biết là khi mà dẫn dắt cái câu chuyện, cái mình nghe nó chí lý quá. Ủa,
nếu mà như vậy thì nếu mà cô chắc là cô Lan không đúng rồi, cho nên chị Như Quỳnh mới vô mới nói như kiểu này kiểu kia, đó là đánh đòn tâm lý của khán giả. Tại vì các anh chị nên nhớ cái tâm lý nó thay đổi lắm, một người đó họ muốn tự tử nhưng nếu có nhà tâm lý học đến mà họ chỉ cần, họ đã học qua tâm lý rồi, họ chỉ cần trong vòng 30 phút thôi họ có cái cách để nói chuyện thì bắt qua đầu, cái thời gian sau người đó sẽ chìm chìm lặn xuống và họ không tự tử, đó là tâm lý đó các anh chị. Cho nên cái thời điểm đó mình nhận xét là Nguyễn Ngọc Như Quỳnh có sợ mà, và sau đó rồi đó, tới không thì bắt đầu cái thời gian đánh úp ngược trở lại đó, thì bắt đầu mới nói là tôi trả lại chị đó để tôi coi cái sự đê tiện của chị phạm lợi như thế nào. Đó không phải đâu các chị, mà là khi bình tĩnh lại, lấy lại cái tâm lý cho chính mình, bắt đầu đánh úp trở lại. Mà các chị mà cứ nóng theo cái cảm xúc mà người ta dẫn dắt mình sẽ không thể nào tranh luận trên cái vấn đề này. Mà mình cần phải nói theo cái sự việc và mình phải đi theo cái cảm xúc, cái phương pháp. Vì các chị nên nhớ rằng Nguyễn Ngọc Như Quỳnh như thế nào để được sang Mỹ là chiến thuật, chiến lược hết và có sự cộng tác. Và sau này tất cả những người xung quanh Như Quỳnh ha, coi như là rỉa đá hết toàn bộ những người xung quanh đó luôn hết. Và cái ngày đó nó lặp lại trên chính đa đề. Mà các anh chị cũng thấy đó, đến khi mà chị Trần Thị Hồng Thanh nói cho Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Thảo Vũ cũng nói là Thảo Vũ không tin mà. Tại vì thấy chị nói như vậy làm sao tin được, cô Lan cũng đâu tin. Mà cô Lan lúc đầu đó, mình còn nhớ cô Lan nói như thế này. Cô Lan nói, trời ơi thiệt nha, tôi vô cái kênh của Như Quỳnh mà tôi sợ quá. Tại vì á, mình thấy nghe nói vậy mình cũng sợ. Có đôi lúc cô Lan nói như vậy mình cảm thấy cái trái tim mình nó lạnh lạnh rồi nó ấm ấm. Có nghĩa là mình thấy mình thương cho cô Lan là cổ không có, con cũng như là hoàn toàn không có nhìn hết toàn bộ tổng quát, mà cổ chỉ theo cái cảm tính. Cho nên mà chính cái cảm tính của cô Lan mới đột trần hết toàn bộ cái sự việc của Như Quỳnh ngày hôm nay. Tại cổ cũng đánh sao cổ đánh cũng làm sao cổ làm cũng theo phương pháp nào hết á. Cổ đánh theo cái kiểu như là tôi chỉ biết nói sự thật thôi, cái không mà hãy nói tôi nói lại cái kiểu giống như vậy. Còn thí dụ như Thảo Vũ thì đánh trên cái phương diện đặc như là tranh luận, chị đưa câu nào ra mà chị nói không đúng, tôi đưa cái sự thật ra cho khán giả nhìn, phải không? Rồi thí dụ như còn Vivi thì Vivi nhìn hết toàn bộ sự việc, tại Vivi không có ở một cái bên nào hết, Vivi cũng chẳng có phải là bên đây, cũng chẳng có phải là bên kia, mình phải quan sát sự việc. Và ngay cả hồi trước Duyên Mai á là nói rất là nhiều cho Vivi nghe, Vivi cũng không có nghe bất cứ ai hết, mà mình phải ngồi, mình phải nhìn rồi mình phải tìm cái bằng chứng ra, mình phải tìm cái tài liệu của quá khứ, cái tài liệu cái hiện tại và cái câu nói của Như Quỳnh, câu nói của Thảo Vũ, câu nói của cô Lan, câu nói của Diêm Mai hay câu nói của tất cả những anh chị em phản biện. Rồi mình mới đưa ra, rồi mình mới đưa ra cho khán giả, mà cũng chưa chắc gì cái suy luận, cái diễn đạt của Vivi nó hoàn toàn nó cùng với cái ý nghĩa của, cùng với cái ý của mấy anh chị luôn. Cho nên mình cũng nói mình không thuyết phục ai. Ai không thấy nói đúng và sai có quyền hết, đó là quyền tự do ngôn luận. Và chính một người làm nhân quyền mà quyền tự do ngôn luận mà đi sỉ nhục người khác, trà đạp người khác làm như vậy, thì các anh chị thấy bản chất của mình nó không có phải là cái người đó. Mà mình chỉ bám vào cái mác đó, cũng giống như tất cả các anh chị đó. Tại sao mà người ta, mấy người trước đó, lúc mà cái thời điểm mà mới vừa Việt Nam mới mở cửa cho Việt Kiều về đó, các chị thấy không, cái mát Việt Kiều thôi, nhưng mà Việt Kiều cũng có người này người kia người nọ, và nó cũng có cái góc khuất của xã hội, nó cũng có cái góc khuất của đất nước. Nhưng mà chính vì một cái sự cũng như là đau khổ, hoặc là mình nói đại đa số mình thống kê lại nó khổ, nó kiếm tiền khó hơn ở bên nước ngoài, rồi mình cứ đưa vô cái mát đó, và biết bao nhiêu cô gái bị gạt lừa. Mấy anh chàng đó về hết cưới ở tỉnh này, tới cưới tỉnh kia, tới cưới tỉnh nọ. Nhưng mà ngược lại nó cũng có chiều ngược lại. Đấy không? Thì thí dụ như mấy anh đó qua đây cũng là cái, rồi mấy cô đó qua đây cũng là coi như là qua cầu rút ván. Cái gì nó trong xã hội nó cũng có xảy ra. Cho nên mình phải nhìn cái vấn đề, mình phải phân tích vấn đề. Và khi mà VV thấy á, Nguyễn Ngọc Như Quỳnh á, mà phân tích vấn đề đó, các chị biết không, từ cái lúc mà mở ra cái quỹ đó, đó là mình thấy nó không đúng trong cái xã hội, nó cũng không có đúng trong cái quy trình của quỹ, mà nó cũng không có đúng trong cái quy trình của luật sư. Cho nên mình thấy nó lạ quá. Nhưng mà các anh chị thấy có bao giờ hỏi mình hỏi hết trên kênh của Thảo Vũ, có bao giờ mình có liên lạc với ai hoặc nói không, hoặc là khuyên cái này khuyên cái kia không? Tại vì đó là suy nghĩ của anh chị, khi nào anh chị hỏi thì Vivi nó trả lời, và đó là cái cá nhân của Vivi trả lời. Còn ngày hôm nay là cái sự việc nó đã đi đến mức độ mà Như Quỳnh á đã nói quá rồi, thì Vivi hôm trước mới đưa lên cái tài liệu của luật sư Kevin D. Fay thôi. Mà bây giờ Như Quỳnh cũng nói là mình tìm ở trên Google, thì tất cả
những cái gì đó mình tìm trên Google mình cũng phải kiểm chứng lại rồi mới đưa qua, và mình cũng đâu có thuyết phục bất cứ một anh chị nào. Mình nói các anh chị cứ nhìn đi, đó là sự thật đó. Và nó còn có những sự thật tệ hại hơn nữa. Như vậy thì ngày 2 tháng 2 VV đã biết rồi, và ngày 27 tháng 2 VV đã liên lạc với anh Nguyễn Tiến Dũng rồi. Nhưng mà cho đến mãi gần tới 6 tháng sau VV mới lên kênh của Nguyễn Tiến Dũng để nói chuyện này. Có nghĩa rằng cái sự bình tĩnh của TV để nhìn nhận và quan sát vấn đề, và nhìn coi như Quỳnh diễn như thế nào, múa như thế nào để cho cái ánh sáng nó tỏ đi, để cho mình trên cái sân khấu mình chỉ là vua hay mình chỉ là hoàng hậu trong ảo tưởng mà thôi. Rồi cuối sau bức màn của sân khấu, mình chỉ là một người bình thường nhất trong xã hội. Mình chỉ là một phần tử, một những người bình thường ở trong xã hội này, nó không có cái gì mà cao hết trơn. Cho nên tất cả các anh chị phải bình tĩnh. Có những người bạn thân với VV cái thời điểm đó có hỏi VV, hỏi VV là chị ơi sao bây giờ Thảo Vũ nói gì mà chị như Quỳnh nói như vậy. VV cũng không có trả lời, tại vì VV không muốn đưa cái vô cái tinh thần là hiểu theo cái, ví dụ như thương VV quá rồi đi theo cái hướng của VV. VV không muốn. VV nói là chỉ khuyên một câu thôi: tất cả nếu muốn biết sự việc thì phải kềm chế cảm xúc. Nếu khi nào mình kềm chế cảm xúc và trong lòng mình không còn chữ sợ thì lúc đó mình mới rèn luyện được đến một cái đỉnh cao của cái tâm lý, và mình mới thấy được cái sự việc nó đúng ở điểm nào, nó sự thật ở điểm nào, nó không sự thật ở điểm nào, mình mới phân tích được cái vấn đề. Còn nếu mà mình đi theo cảm xúc, mình thương người này, thương người kia, thương người nọ, chứ nếu nói như vậy thì các chị nên nhớ thì cái thời điểm đó là chị Nga chỉ bình luận về VV, cô Lan cũng nói về VV. Nhưng mà tại sao bây giờ VV lại đứng ở cái vị trí này để bây giờ nói lên cái câu chuyện này? Là tại vì VV không có giận bất cứ một người nào hết. Mặc dù trong lòng mình nói ủa sao mình cũng thương mà sao không thương mình mà thương người khác. Nhưng mà cái đó là nó chỉ té lên trong cái não mình một tí thôi. Ok, như vậy thì mình phải chứng minh để cho cái người này thương mình bằng cách tài năng hoặc là bản năng có của mình. Chứ không phải là gì ganh tị, ganh đua, ganh tức mà đi làm đánh phá một cách vô lý hoặc là đứng ở bên phe của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh. Chứ thời điểm đó là VV lên là khách mời để mà phân tích cái video đó trong 2 phút mà các anh chị. Trời, và trong lúc đó là Như Quỳnh cũng bảo vệ Đặng Ngọc VV mà, cũng đưa cái kênh, cái đường link của VV lên để cho người khác đăng ký mà, cũng nói VV mà. Và trong lúc đó cũng là có anh chị em rất là nhiều người ở trong đó cũng thấy là VV phân tích cái sự việc trong 2 phút đó là nó chi tiết mà. Cho nên mình không muốn, mình giống như Quỳnh nói, đừng có mà là không có học mà muốn điều khiển người có trí tuệ. Cái đó là như Quỳnh nói chị Tâm Di Tương đó. Cho nên mình cũng không có muốn ai điều khiển mình, mà mình phải có cái chứng kiến của riêng mình trong cái quan sát. Và cái trong cái quan sát này mình có cảm tính nha các anh chị, mà mình có tài liệu, có tư liệu, có vật chứng đàng hoàng, chứ không có cảm tính. Và mình nói một cái gì mình phải rõ ràng một cái đó. Cũng giống như bây giờ đó, cái trước khi mà Như Quỳnh giận chị Tâm Y Di Tôn đó, Như Quỳnh có nói á, là cái cô gái ở Hải Phòng, cái đó cũng là phân biệt dùng miền đó đó các anh chị. Tại vì á, mình muốn nói người nào, nói ngay trực tiếp cá nhân của người đó. Còn bây giờ mình nói không được, bây giờ chị Tâm Y Di Tôn không nói gì thì mình đưa, mình đi là coi như là body shaming của người khác. Nhưng mà mình có nhìn lại mình hay không? Còn có một số anh chị vô nói á, là tại sao mà nói là đưa cái hình của Như Quỳnh lên nói không có chỉnh sửa, thì mình cũng đã bước theo cái con đường đó, là cái đó là mình xin đứng chính như vậy. Tại vì Như Quỳnh nói á, là tất cả các anh chị á, là dùng hình ảnh của Như Quỳnh để chỉnh sửa, thì mình chỉ đứng chính là mình không có chỉnh sửa. Còn mình cái ý là của VV là nói là mình không có chỉnh sửa, còn cái ý hiểu là ở khán giả từng người. Nhưng hôm nay mình lên mình giải thích rõ ràng, mình không có body shaming mà mình chỉ nói rằng cái sự việc đó là như vậy. Cùng phụ nữ với nhau, mình không có nói Như Quỳnh như thế nào hết, nhưng mà mình chỉ nói rằng mình không có chỉnh sửa hình. Và đây là những hình, tại vì Như Quỳnh nói là ở bên đây chỉnh sửa hình để cho Như Quỳnh xấu, để cho Như Quỳnh thế này thế kia, thì mình chỉ nói, mình chỉ trả lời lại là hình này là không chỉnh sửa, chứ không có phải là body shaming, cũng không có phải là mình nói được mà mình làm không được, cái đó là không đúng. Cho nên mình nói, mình viết cái gì mình sẽ chịu trách nhiệm, và mình biết khi mình viết cái đó sẽ có những người nào mà hiểu rộng hơn, có kiến thức lớn hơn sẽ đưa ra một câu bình luận đó. Và cái hôm nay mình sẽ trả lời cái câu bình luận đó là như vậy. Nhưng mà trả lời trong câu bình luận đó là trả lời trong một cái sự việc, trong nội dung mà VV muốn, chứ không có phải là mình đi lạc đề qua ở cái vị trí khác. Đó là một cái sự việc mà ngày hôm nay VV muốn phân tích là cái Như Quỳnh là như vậy. Còn anh chị có muốn hỏi thêm cái ý kiến nào hay không?
Chị Vi cho em hỏi lý do tại sao mà chị Quỳnh chỉ xé nhỏ mà một cái sự kiện ra thành ba sự kiện theo chị Vi thì sao? Thì đó, mình hôm trước á, mình cũng có nghe một phần của luật sư Lân nói đó, là luật sư có những người có trách nhiệm, có những người có đạo đức nghề nghiệp, có những người không có đạo đức nghề nghiệp. Tại vì các chị nên nhớ rằng luật sư học rồi và học chính quy thì các chị nên biết rằng họ không có cái trách nhiệm thắng thua. Thắng các chị cũng phải trả tiền, thua các chị cũng phải trả tiền, nhưng mà quyền tự do ngôn luận của các chị có quyền nói người này giỏi người kia dở, cái đó không có là gì hết. Cho nên cái chuyện mà Tống Trần nói á, luật sư Nguyễn Hà Luân á, là giỏi dở không có phải là cái vấn đề để mà xin lỗi. Cái đó chỉ là cái nguyên tố, cái đòn bẩy để như Quỳnh cố tình để mà ép người ta làm như vậy, áp đặt người ta như vậy và cho những cái bằng những người kia. Ủa tại sao người của như Tấn Trần không có đạo đức xong xin lỗi? Nhưng mà đây là một cái dịch vụ mà ngay cả các anh chị không có trong cái dịch vụ đó, các anh chị đọc qua tài liệu, các anh chị cũng có cái quyền tự do ngôn luận khen chê, nó không có là cái gì hết. Như vậy thì bây giờ nè, giống như Quỳnh nói là như vậy thì tại sao anh Lân đã từng là bạn của luật sư Nguyễn Hà Luân mà khi nghe Tống Trần nói vậy mà không nói tiếng nào? Như vậy thì bây giờ Như Quỳnh là cái gì của luật sư Lân thời điểm đó mà bây giờ đứng ra như vậy? Cho nên Như Quỳnh chỉ nói là lý thuyết vẹt đó các anh chị, nó giống như một cái con sáo muốn nói gì nói, chứ không nói thì sao có lợi cho mình thôi, chứ nó không có ra cái gì, nó không có lý luận chặt chẽ, nó cũng không có cái logic gì trong câu nói của mình hết á. Như vậy thì bây giờ mình là bạn như thế nào mà như Quỳnh nói như thế này? Chị Tâm Y, chị Tôn ơi, chị làm sao, chị ăn ở làm sao mà bây giờ ông luật sư không thèm trả lời với chị? Như vậy thì chính như Quỳnh có nói như Quỳnh hay không? Như vậy thì bây giờ Như Quỳnh ơi, Như Quỳnh ăn ở làm sao mà bây giờ Thảo Vũ rời xa, cô Lan rời xa, chị Linh rời xa, chị Phạm rời xa, chị Chánh rời xa, luật sư Lâm rời xa, mà thí dụ như chị Tâm Y, chị Tôn á, là đây là dịch vụ, là ông này phải có nhiệm để trả lời cho chị Tâm Y, chị Tuân. Còn đây là bạn bè, đây là cùng đồng quan điểm trước đó. Rồi tại sao chị Đặng Ngọc Phi Phi bây giờ cũng rời xa luôn? Như vậy thì ai nặng hơn? Mà mình nói cho con nói đó các anh chị, nói mà không biết là mình đang nói chính mình nữa, nó khổ như vậy đó. Cho nên nói như vậy thì các anh chị đó chọn cái con đường người ta nói gần mực thì đem, gần đèn thì sáng, tùy nhau anh chọn, các anh chị chọn. Các anh chị thích là một con khiêu thân, tại vì thiêu thân thì nó rất là thích ánh sáng, để các chị đi vô cái ánh sáng đó, để rồi chết trong cái ánh sáng đó là các anh chị chọn, không ai ép anh chị hết. Tại vì quyền tự do dân chủ mà, Quy Quy nói cho các anh chị nghe nè, quyền tự do dân chủ ở nước ngoài á, thậm chí có một người á, giết người hàng loạt luôn, và phải nói là trọng tội nổi tiếng nhất trên toàn thế giới, nhưng mà người ta cũng vẫn có cái quyền tự do dân chủ là được thích người đó, là thậm chí người ta còn là muốn làm vợ của người đó và cưới người đó, đi vô tù cưới và có con luôn. Cho nên mình phải hiểu cái quyền tự do dân chủ, và như mình đã hiểu tới đó chưa, mà lại có những cái ngôn từ với luật sư Lân, lại có những cái ngôn từ. Còn cái chuyện đặt tên nó đâu phải là các anh chị thấy không, đặt tên cho người chỉ có cha mẹ mới đặt tên cho con cái thôi, và khi cha mẹ đặt tên nó chỉ có những vùng quê đó các anh chị, theo cái vấn đề tâm linh á, thì họ sẽ đặt tên này tên kia để mà tránh những cái tâm linh dâm hồn gì nó về nó đòi kéo con mình. Hoặc là ngày xưa nó, các chị, có những người mà giống như người ta tin vào tâm linh á, thì người ta còn có những cái còng á để mà đeo phía chân của con của mình nữa. Cho nên chỉ có cha mẹ mới đặt tên con, và khi con lớn lên con có thích tên đó hay không thì con đổi thì cũng phải vô trong đó. Như Quỳnh là cái gì và hiểu được cái quyền gì của mình mà đi đặt tên cho luật sư Lân, đặt tên cho chị Tam Nghi, chị Tuân, đặt tên cho cô Lan, đặt tên cho Thảo Vũ, đặt tên cho người này người kia, đó là lạm quyền đó. Cho nên Lê Doãn Hưng có nghĩa là cái người tình mà có đứa con với Như Quỳnh á, nói rất là đúng luôn. Có nghĩa là mình nói mình là nhân quyền, nhưng mà bản chất của mình làm nhân quyền mà mình không hiểu nhân quyền là gì, và mình lạm dụng vô cái chữ nhân quyền đó để đi tấn công vào người khác về nhân quyền. Các anh chị có biết không, cái thời điểm đó Như Quỳnh lấy toàn bộ những cái nick, những cái này, những cái kia giống hệt như bây giờ nè, để mà tấn công vô gia đình của Doãn Hưng đó. Lê Doãn Hưng là cái người tình mà không hôn thú, có một đứa con với Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, đó là như vậy đó các anh chị. Nó khủng khiếp lắm. Cho nên ở đây mình cũng nói với Thảo Vũ là khi mà Như Quỳnh đã có một cái sự việc nói là đòi đánh Thảo Vũ hoặc là đòi đánh chị Tâm Y Tôn, thì tất cả các anh chị cũng phải nên, tại vì các chị không biết trong tương lai như thế nào. Tại vì tất chị kinh nhân nhớ nè, VV nó collect rất là nhiều những cái ngôn từ của Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, nó không phải nó xuất phát từ ngôn ngữ học, mà nó xuất phát từ những cái nhóm mà giống như Du Đảng, Du Côn, Cao Bồ, Hippie gì đó. Cho nên tất cả các anh chị phải cẩn thận, mình không biết cái chuyện gì mình xảy ra. Cho nên các anh chị cần phải report với police để mà nói cái sự việc này. Nếu như
tất cả từ đây trở về sau, các anh chị có những cái vấn đề chị Tâm Duy Tôn hay là cái gì đó, thì đã có những người đã từng hăm dọa, đã từng thách trần hoặc là từng harassment hay là harassment hoặc là từng bully mình, không có những là bắt nạt hăm dọa mình. Chỉ có một câu nói của chị Sinh Benny thôi là chưa đi mưa chưa biết lạnh, mà Như Quỳnh làm tâm động lên cái kiểu đó. Còn cái này Như Quỳnh hăm rõ ràng, mà như các anh chị lại không hiểu đó là nó phạm luật. Ở nước ngoài không có, thậm chí vợ chồng nè, mà các anh chị lục bớt của người vợ cũng không được nữa. Mà thậm chí mình nói về vấn đề tình yêu nha, mà thí dụ như các anh chị về mà anh chị mà cái người chồng muốn mà người vợ không muốn, cũng có quyền đi ra tòa thưa nữa. Nó khủng khiếp đến mức độ đó. Cho nên mình phải hiểu luật trước, rồi mình đi đến vô cái công việc. Mà ở đây Vivi rất là cảm ơn chị Rita Trần cũng tiếp sức là bỏ thời gian để đi tìm cái sự thật để mà cung cấp cho các anh chị. Và nếu như Vivi hoặc là tất cả những anh chị nào đưa ra những cái thông tin mà có những cái gì mà nó chưa có đúng hết hoặc nó chưa có sai sót, tại vì cái gì nó cũng có một cái sự thiếu sót nha các anh chị, thì các anh chị cứ bình luận dưới kênh của Thảo Vũ. Rồi nếu như mà mình thấy cái đó như thế nào, và nếu mà như thế thì mình với các anh chị sẽ cùng nhau chia sẻ để mà mình cùng nhau tiến bộ hơn, để mà xây dựng một cái cộng đồng thật là dễ thương, thật là hạnh phúc và thật là mở rộng vòng tay để mà đón nhận. Ở đây không có phân biệt bất cứ nước trong nước ngoài, không có nói là nước trong như thế này, như mình hay nói nước Việt Nam chưa tiến bộ chưa chắc nha. Mình nói thiệt, mình đã từng về Việt Nam, nếu những người nào mà không biết xài tiền thì xài tiền chưa chắc gì đã qua người Việt Nam. Mình dám nói một câu như vậy. Và Việt Nam cũng đi theo cái phương pháp của người Mỹ, có nghĩa là hay cho trực tiếp. Còn ở Úc này rất là ít nha các anh chị, có cho nhưng mà ít. Cho nên người ta nói là nhạch gia thì tùy tục. Ở đâu cũng vậy. Nước ở Mỹ nó tới 350 triệu dân gần các anh chị, còn nước Úc chỉ có 20 mấy triệu dân thôi. Mà nước Úc là diện tích nó lớn, thật là hàng thứ 5 trên thế giới. Cho nên tất cả các anh chị phải nhớ rằng mình nghe cái gì mình phải chứng minh được cái cột mốc thời gian, địa điểm thời gian, nhân chứng, vật chứng và thời gian chứng. Nó phải cột mốc, đừng có lấy ông này cấm càm bà kia. Như vậy thì các anh chị cứ nghĩ đi, tất cả những cái gì mà Như Quỳnh đem lên để chứng minh các anh chị thấy giỏi quá, đúng quá, hoặc là cái đó là tới cái lúc đó là nó đúng với cái cảm xúc của anh chị, là các anh chị mới bị chị hướng theo chiều gió của Như Quỳnh đưa đi. Nhưng mà các anh chị nên nhớ rằng tất cả những cái gì của Như Quỳnh đưa lên là đều lấy của kênh YouTube này, kênh YouTube kia, kênh YouTube nọ, rồi đưa ra cái ý kiến cá nhân của Như Quỳnh thôi, chứ đâu phải là một văn bản của pháp luật. Mà mình nói cho các anh chị biết là ngay cả những người thông dịch viên hoặc là những người luật sư thì họ chỉ làm việc trên cái dịch vụ thôi, chứ họ không có thể là bỏ cái thời gian ra để mà dạy mình cách nói như thế nào, cách ra tòa như thế nào, phải ăn nói như thế nào. Cái đó là nó sai đi lắm luôn. Cái đó nó phải có tình cảm ở trong đó. Cho nên Như Quỳnh có nói mà, chẳng những quen với luật sư mà còn quen với mẹ của luật sư. Cho nên cái đó nó đã không còn cái tính chất khách quan nữa rồi các chị. Thì bây giờ lấy tiền từ tay trái bỏ qua tay phải, rồi bắt đầu từ tay phải bỏ ngược về tay trái, có nghĩa là nó sẽ làm ra cái vụ kiện 3-4 vụ, 4-5 vụ, 7-8 vụ, 9-10 vụ để mà nâng cái số tiền đó lên. Rồi cái số tiền đó nó đi qua Thu Vinh, rồi Thu Vinh đi ngược vậy bên Như Quỳnh, rồi đi ngược lại. Nó giống như một cái dòng chảy như vậy đó. Cho nên các chị phải cẩn thận. Hôm nay VV chỉ nói về cái vấn đề đó thôi, rồi đến những phần kế VV sẽ nói lại là người ta lường gạt mình như thế nào để cho người ta vẫn ra tòa, người ta vẫn lấy được cái số tiền đó. Và các anh chị toàn thế giới này, những mạnh thường quân nào đã bỏ tiền vô trong đó rồi không nói được một lời mà nuốt cái cục tức á, nuốt cái cục tức ở trong người đó, là mình phải tức gì, mất tiền. Mà mình tức là gì? Mình đặt cái niềm tin, mình bỏ rất là nhiều thời gian để đưa thông tin chính xác để tin tưởng một người, cuối cùng rồi cái người đó giật ngược lại mình bằng cách là chơi xỏ mình đó. Cái đó là gì các anh chị? Là lừa dối niềm tin. Và cái niềm tin nó thuộc về cái tinh thần, mà cái tinh thần nó sẽ giữ mãi trong cái bộ não các anh chị đó. Còn ví dụ như tiền, các anh chị có thể là mất, các anh chị có tức thiệt. Ví dụ như các anh chị có 500 đồng, thấy không, các anh chị không có thấy quý, mà khi mà anh chị mới mất đi 500, cũng là 500 đồng đó, nhưng mà các anh chị mất 500 đồng đó thì các anh chị mới thấy quý. Cho nên Như Quỳnh chỉ nói có nửa sự thật thôi. Và khi nói, nếu có lợi cho mình thì nói về phần tích cực, nếu không có lợi cho mình thì nói về phần tiêu cực. Và nửa cái sự thật đó nó như thế nào? Cũng giống như một ly nước vậy đó các anh chị. Có nghĩa rằng Thảo Vũ đã uống cái ly nước đó rồi, Thảo Vũ mới biết rằng cái ly nước đó là ly đá chanh, hay là ly, hay là tại vì nó màu trong mà, hay là ly nước muối, hay là ly giấm. Nhưng mà Như Quỳnh chỉ nhìn vô, Như Quỳnh nói được nước thôi, có nghĩa là nói chỉ có nửa sự thật thôi các anh chị. Giống như người ta nói là nửa ổ bánh mì, nửa ổ bánh mì nó là nửa ổ bánh mì, nhưng mà nửa sự thật nó không phải là một câu chuyện. Cho nên tất cả những cái sự việc này, hôm nay thì mình nói về cái vấn đề nó
nó chỉ là sơ sẩy ở cái lừa đó thôi. Là mình sẽ nói một cái lừa đảo siêu tinh vi hơn nữa, là tại sao phải dùng những người nổi tiếng, tại sao phải ăn mài quá khứ, tại sao phải đưa lên như vậy, tại sao phải khoe khoang như vậy, và tại sao mình phải nói rằng tại vì cái có thì không khoe, mà cái khoe thì nó không có. Không có ai đó, các anh chị nên nhớ đó, tại sao mà tất cả các cô gái đó mà đi ra đêm tối đó mà bị cái vấn đề thảm thiết, là tại vì mình mặc hở hang, hoặc là mình đi tối quá, là mình chính bản thân mình tạo điều kiện cho cái người đó làm cho mình. Như vậy thì mình có dám khoe không? Chị cứ nghĩ đi, các chị mà đi lên, mà anh chị ở dưới quê đó mà đi lên thành mà ở đó, mấy anh chị, mấy cái người mà chủ đó có bao giờ khoe mình có tiền có của không? Trời ơi, mình đâu có biết cái người đó lúc nào sẽ trong như này, cho nên mình không có, và mình mơ ước, mình mong muốn mình được, mình mới đi khoe. Cho nên các chị nên nhớ nha, Như Quỳnh đó, tại sao ba của Như Quỳnh là một người binh nhì thôi, mà Như Quỳnh còn đem cái tờ giấy lên để rêu bán ở trên mạng, trong lúc đó ba Như Quỳnh không muốn. Thì hỏi như các anh chị, thì cái bằng cấp của Như Quỳnh làm sao không khoe? Thì các anh chị nó như vậy. Và khi đã tất cả những cái tài liệu mình có những cái mình chia sẻ ở trên đây, có những cái mình cần phải giữ lại tài liệu để có một cái chuyện gì. Tại vì các anh chị nên nhớ, các anh chị, mình vô sao nha các anh chị, nhưng mình có nghe một cái câu như thế này nè, cái cô định gì đó cô nói, mình đánh vô cái A mà nó nói cái A, thì mình đánh vô cái B, nó cái B thì mình đánh vô cái C, thì giống như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh vậy đó các anh chị. Các anh chị mà bắt cái điểm này Như Quỳnh sẽ chạy qua điểm kia, các anh chị bắt điểm kia nó chạy qua điểm nọ, bắt điểm nọ nó chạy. Cho nên đối với Như Quỳnh là phải có nhân chứng, bằng chứng, vật chứng, thời gian chứng, lẫn cả thời tiết, lẫn cả đêm đó em có đeo mắt kính hay không, là phải như vậy. Có nghĩa là không cho nhúc nhích luôn, cái gì nó phải ra cái đó thì mới có thể ra tòa, mình mới có được sự việc. Huy cũng đã từng kể rồi, chỉ là một cái cục ít thôi. Khi ra tòa, nếu các chị biết cách nói, biết cách xử sự, những người luật sư giỏi tài ba, họ chỉ nói tục quyết này là tục quyết sửa xe, và tục quyết này là tục quyết chuyên nghiệp đi bào bào ngư, là một cái là chỉ phạt 1.000 mấy, một cái phạt tới 200 mấy ngàn. Nó như vậy đó các anh chị. Cho nên mình phải cẩn thận từng lời nói của mình, phải mình muốn lên nói cái gì thì nói, mình muốn làm cái gì mà nói. Nói cái mà nói bất kỳ trung kỳ nam kỳ, cái đó là cũng là không chính xác luật sư ngữ học rồi. Rồi thí dụ như là mình nói là chị ơi, chị chân đất chị ở bên Hải Phòng đó, cái đó là đụng tới một địa danh rồi. Nói tới địa danh mình cũng nói như thế này nha các anh chị, cái câu mà cô Lan nói về cái vấn đề đó đó, các anh chị thấy không, Như Quỳnh bẻ chị á để mà công kích và tấn công cô Lan bằng cái cách đó là nói lên một địa danh đó làm chơi, và những cái người xung quanh đó là bắt đầu bắt câu nói đó để vô nói, thì mình nghĩ rằng chưa hiểu hết sự việc. Nếu các anh chị nào có đi qua những tour du lịch đó, ở tại Việt Nam thôi nha, nếu có đi qua tour du lịch thì các anh chị nhớ rằng trên những cái sự việc đó, nói những cái câu nói đó để mà giỡn, để mà chọc, cũng giống như người ta nói như thế này nè các anh chị, là nói là khi mà tôi bây giờ anh thương em đến mức độ đó biết không, mà anh leo lên cây ớt anh té xuống cây hành anh chết luôn, là tùy đó cái ý nói như vậy, nhưng mà tùy theo mọi người hiểu như thế nào. Và một cái ý như thế này nè các anh chị, cái người có học nè các anh chị, một em đó là 28 tuổi, em đã lên xe bus gặp một bà già biết không, thì bà già em đó mới thấy bà già bà lớn tuổi mới nhường cái chỗ ngồi đó cho cái bà già đó bà ngồi. Thì khi mà nhường cho bà già bà ngồi đó, thì bà già đó bà không có nói cảm ơn này, nhưng mà bà nói có nghĩa là trêu chọc khiêu khích đó các anh chị, nó là trời ơi em 28 tuổi hả, con tôi mới 22 tuổi rồi mà nó đã có xe rồi, xe của nó đẹp lắm, còn em còn đi xe bus chen chúc trên xe công cộng nữa. Nhưng mà người ta nghĩ rằng người này sẽ tức là tại vì khi dễ cái này cái kia, nhưng mà em này không tức. Cái cách này là cái cách nói chuyện khôn khéo đó các anh chị. Chị nói vậy, dạ con để dành tiền để con mua xe cho mẹ con, tại vì con sợ khi mà mẹ con lên xe bus, xe lên công cộng á, thì không có những người mà nhường chỗ cho mẹ con ngồi, thì mẹ con sẽ ra sao. Đó là nói đó chị, cái đó là cái kiến thức ăn học và cách nói đó các chị. Cho nên Như Quỳnh nói rằng là chị Tammy Situn bộ bị biến thái sao mà đi hỏi em Đức. Cái cách của chị Tammy là chị nói không phải là ở cái nội dung đó, nhưng mà Như Quỳnh bẻ chỉ qua cái nội dung, có nghĩa rằng chị Tammy Situn muốn nói rằng em ơi, chị trong cái lúc mà chị bị buồn, chị tâm sự về cuộc đời của chị, là chị tâm sự về cái cuộc đời đó, là cái suy nghĩ cá nhân của chị về người chồng của chị, nhưng mà chị không phải là nói xấu và tâm sự vì chị ở chị là chị mong muốn cái đó, và chị chỉ tâm sự cho em thôi. Nhưng mà em lên em làm nhân chứng trên kênh của chị Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, và em đem cái cuộc đời của chị ra nói, em có phải là đàn ông, em có phải là nhiều chuyện không. Nhưng mà thay vì nói như vậy thì chị Tâm Y Tư không nói, nhưng mà chị
Tamisitun nói ở cái cách khác. Cho nên tùy theo cái cách hiểu của người, như vậy thì Như Quỳnh hiểu sâu cỡ nào các anh chị. Cho nên cũng cùng, các anh chị nên nhớ á, Nguyễn Ngọc Ngạn á, thì thâm thúy lắm, nói chuyện rất là thâm thúy. Nói chuyện nhiều khi nói xong rồi các anh chị còn chưa cười được nữa. Các anh chị nghĩ là các anh chị mới cười được. Còn các anh chị thấy không, chị Thảo á, nói chuyện rất là hòa đồng với quần chúng. Cho nên mỗi người đều có một cái tài năng, một cái riêng của mình có thể chê trách ai, cũng thể nói ai được hết. Chứ không phải là chị Tammy nói cái ý đó, cũng giống như chị Tammy nói đó, là chị thương thì Nam đến mức độ mà đến những cái cá nhân của chị cũng còn phải là lo lắng. Nhưng mà nó đi dịch ở cách khác, ép, cái kiểu giống như vậy đó các anh chị. Nó đưa ra những cái lý luận mà để cho mọi người xung quanh ghét chị Tammy Tôn, không thích chị Tammy Tôn. Mà chị Tammy Tôn có bao giờ lên trên kênh ai để nói không? Và ngay cả lúc mà chị đóng tiền thì Như Quỳnh cũng đọc tên của chị, chứ có nói chỉ là cái người này thế kia không. Và các anh chị nên nhớ rằng cái sự việc này á, là tại vì chính cái lòng hảo tâm, chính cái sự thương của tất cả những anh chị em ra đề mà mới đi cái sự bị ngày hôm nay. Là vì lúc đó em Lê Thanh Minh Tú bị tấn công rất là nhiều mũi dao chĩa vào em Lê Thanh Minh Tú. Nào là luật sư Trần Thị Hồng Thanh, nào là Nguyễn Hồng Sơn, nào là anh Nguyễn Tiến Dũng, nào là những kênh nước ngoài. Và chính vì lấy cái lòng nhân của mình, cái trái tim nóng bỏng của mình, cái lòng lương thiện của mình muốn cho em Tú đi. Mà trong đó nó có hai sự việc, vừa đi qua lấy lại được cái danh dự cho mình và được đi qua bên Mỹ. Nhưng mà vì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh cũng là ta đây, tôi quen với chỗ này, tôi quen với dịch vụ kia, tôi quen với dịch vụ này nọ, hết ngày này hôm nay tiền này tới tiền kia tới tiền nọ, cho đến mà coi như là mấy vị mạnh thường quân này coi như là tái sanh mày mặt. Tại sao cái sự việc này chỉ có cái số tiền đó? Là thí dụ như mình, cái này là mình đưa ra thí dụ nha, chỉ có 100 thôi mà nó lên tới 1,000 mà cứ đòi hoài thì cái gì chịu cho nổi. Thì mình nghĩ rằng Thảo Vũ đã từng chia sẻ rồi, tất cả các anh chị cũng đều thấy. Và tới cuối cùng không có, cũng giống như ban đầu nói cho đã cái nương, nói như là tao quen nhiều lắm, tôi có luật sư này, tôi có luật sư kia. Nhưng cuối cùng hỏi lại thì Nguyễn Ngọc Như Quỳnh không có một luật sư nào hết. Cho nên lúc đó chị Tammy Tôn mới coi như là mới đi tìm đủ mọi cách để tìm luật sư. Và chị cũng đâu có biết cái chuyện gì. Mà bây giờ đổ lỗi cho chị Tammy Tôn làm như thế nào? Và cho dù có sự việc đó xảy ra đi nữa thì Như Quỳnh cũng phải chịu trách nhiệm trên kênh của mình nói những gì. Và cái ý kiến nó khác, cái ý kiến nó được đồng hành chưa? Và cho dù chị Tammy Tôn, nếu chị Tammy Tôn chỉ lấy tiền lúc đó là chỉ có đa đề không, thì lúc đó bên đa đề quyết định. Còn cái này là Như Quỳnh quyết định mà. Tôi không có muốn lấy tiền của đa đề, tôi muốn lấy tiền của mọi người. Tại vì đây là chuyện của cộng đồng. Và ngay cả những người không có đóng tiền cũng có quyền biết lý do. Như vậy thì bây giờ sao? Ngay cả những người đóng tiền cũng không có biết cái gì hết làm sao? Các anh chị thấy nó rõ ràng như ban ngày như vậy đó. Mà tại sao mà mình còn như thế nào nữa? Nó quá rõ mà. Thì hôm nay đó mình nói một cái sự việc đó như vậy, nó còn cái nhiều việc sâu thâm thẳm mà các anh chị không thể nào ngờ được luôn. Nhưng mà hôm nay có thể là thời gian nó quá dài rồi, phải không Thảo Vũ? Mình nói đến bấy nhiêu đó, rồi cái khi khác đó mình sẽ có những cái đề tài khác. Còn rất là nhiều chị muốn nói và muốn chia sẻ với anh chị, nhưng mà thời gian nó có hạn và nó cũng không cho phép các anh chị. Chị ơi, vỗ tay cho chị Đặng Ngọc Vy Vy đi, các anh chị tặng hoa giúp em, hay quá. Còn rất là nhiều tài liệu nghe các anh chị, hôm nay thì mình nói có bao nhiêu đó thôi, nói chung về chị Tammy Tôn và của luật sư Lâm rất là nhiều sự việc, và của ông luật sư Kevin đi Trần. Nhưng mà hôm nào á, mình nói trong cái chủ đề nó dõng dẹp bao nhiêu. Rồi bây giờ thì mình chào hết tất cả các anh chị em trên kênh của Thảo Vũ, và cũng rất là cảm ơn Thảo Vũ đã cho cái VV có một cái thời gian để lên chia sẻ giao lưu cùng các anh chị. Cảm ơn hết tất cả những anh chị ở trong kênh của Thảo Vũ.